Hòa bình. Vâng, kính thưa cô Dụ, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Sau đây em xin được trình bày tóm tắt một cái ca ngộ độc tập thể có 6 trường hợp ngộ độc do ăn cái trứng cá sấu Hòa Tiễn. Thì đối với cái nhóm ngộ độc do ăn cá sấu Hòa Tiễn thì Hòa Bình chúng em cũng trong vài năm vừa rồi cũng gặp được vài trường hợp. Tuy nhiên thì nó chỉ là lẻ tẻ thôi. Thế còn tháng 5 vừa rồi chúng em gặp đồng loạt là 6 bệnh nhân. Vâng, em xin được bắt đầu. Báo cáo với thầy cô là cá sấu Hòa Tiễn thì nó là một cái loài cá nước ngọt và nó có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Thì cá này được du nhập vào Việt Nam của chúng ta thì là qua cái đường người ta nuôi cá cảnh. Và người dân vẫn có thói quen là sử dụng cá sấu Hòa Tiễn để làm thức ăn. Và trong 2-3 năm vừa rồi chúng em cũng gặp một số cái ngộ độc lẻ tẻ. Và chúng em cũng phát hiện là trong ngộ độc cái thứ gì trong con cá đó. Vì cái vụ trước đây ấy thì là trong một gia đình ăn thì chỉ có một người bị thôi. Thế nhưng lần này thì tháng 3 năm 2023, tháng 5 năm 2023 thì chúng em gặp 6 trường hợp bệnh nhân ở cơ sở họ báo lên là có cái tình trạng ngộ độc. Đó, và chúng em đã phải kích hoạt cái hệ thống báo động đỏ gồm khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực để tiếp nhận người bệnh. Thì có một cái đặc điểm rất là hay ở cái nhóm bệnh nhân này là cái số mà không ăn trứng cá mà chỉ ăn thịt thì kể cả có người già và trẻ em thì không có ngộ độc. Thì số còn lại là 6 người trên cùng mâm thì lại ngộ độc. Và các cái triệu chứng mà đe dọa đến cái tính mạng người bệnh thì vẫn là chủ yếu là triệu chứng ở tiêu hóa, thần kinh và tim mạch. Thì đây là cái hình ảnh con cá mà bệnh nhân cung cấp cho chúng em khi mà nhập viện. Về tóm tắt bệnh sử 6 bệnh nhân thì buổi trưa cùng ngày vào viện thì có một gia đình người ta tổ chức thịt cái con cá sấu nặng khoảng 10 kg nuôi làm cảnh, có chế biến làm thức ăn gồm có hai món là món cá hấp và lòng cá nấu với mẻ. Thì những người mà chỉ ăn cái thịt cá thôi thì không bị ngộ độc. Riêng 6 thanh niên nam thì ngồi chung cùng mâm và ăn thêm cái món lòng cá, trứng cá thì xuất hiện ngộ độc. Sau 3 giờ đồng hồ thì 6 bệnh nhân đột ngột là đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thì qua khai thác ban đầu thì chúng em cũng chưa định hình ra được là ngộ độc cái gì, nhưng khi cái hình ảnh bệnh nhân chụp lên ấy thì 6 người ăn ấy thì ngoài cái thành phần chung với các mâm ăn khác thì có cái bát trứng cá kia. Thì mới đầu chúng em định hình là đó là một cái ngộ độc trứng cá sấu Hòa Tiễn. Thì đây là cái tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện, cả 6 bệnh nhân đều là những thanh niên khỏe mạnh. Về cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân lúc nhập viện thì chúng em thấy rằng là cả 6 bệnh nhân thì có cái triệu chứng về đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn. Có 4 trường hợp là có cái tình trạng mất nước trên lâm sàng. Có 3 bệnh nhân có đau đầu và chóng mặt và có một trường hợp là có cái rối loạn nhịp tim. Thì đây là 6 trường hợp vào viện mà chúng em thấy rằng là ngay cái giờ đầu nhập viện ấy, bệnh nhân chủ yếu là nôn và tiêu chảy. Gần như là bệnh nhân liên tục. Chúng em phải phục vụ liên tục cái nôn và tiêu chảy của bệnh nhân, nên cái triệu chứng rất là rầm rộ. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng em thấy rằng là có 3 trường hợp có cái tình trạng toan chuyển hóa, 3 trường hợp có hạ natri máu và có 3 trường hợp
hạ kali máu, một trường hợp có cái rối loạn nhịp tim và một cái trường hợp có tổn thương thận cấp. Và qua cái sàng lọc ban đầu thì chúng em định hình rằng là đây là một cái trường hợp ngộ độc do trứng cá sấu hỏa tiễn. Vì lúc đầu chúng em cũng rất là sợ bệnh nhân ăn cái rất là nhiều thứ lá, em sợ nhất là ăn những cái lá độc. Nhưng mà sau khi chúng em khoanh vùng lại được thì chúng em xác định là đây là một cái ngộ độc trứng cá. Về điều trị thì cũng như các điều trị thông thường thì chúng em cho bệnh nhân thở oxy, bơm rửa dạ dày, bơm than hoạt, truyền dịch, bù điện giải, dùng thuốc chống nôn và giảm đau cho bệnh nhân. Và sau 2 đến 3 ngày điều trị thì các cái triệu chứng của bệnh nhân, cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện. Và sau 1 tuần điều trị và theo dõi thì tất cả các bệnh nhân đều được xuất viện. Thế thì qua các cái ca lẻ tẻ ngộ độc do ăn cái loại cá này và nhân 6 trường hợp này thì chúng em rút ra một số những cái bàn luận sau đây. Thứ nhất là chất độc nó có trong cái trứng và cái phủ tạng của cá sấu hỏa tiễn chính là cái nguyên nhân gây ngộ độc cho các bệnh nhân. Và trước đây thì chúng em chưa định ra được, nhưng mà riêng trường hợp này chúng em khẳng định rằng là đây là nguyên nhân gây ngộ độc. Và các cái triệu chứng lâm sàng chủ yếu vẫn là cái triệu chứng tiêu hóa rầm rộ, tức là cái triệu chứng tiêu hóa là đầu tiên. Và thời gian xuất hiện các cái triệu chứng là sau khoảng 3 đến 4 giờ sau khi ăn. Và các cái điều trị cấp cứu bệnh nhân thì cũng như xử trí các cái trường hợp ngộ độc cấp đường tiêu hóa. Và khi mà tìm hiểu về cái ngộ độc cá sấu hỏa tiễn thì chúng em rất là ít các cái tài liệu nói về cái xử trí cái ngộ độc này, mặc dù cũng có các cái bài báo về truyền thông nói về cái ngộ độc cái trứng cá sấu hỏa tiễn, nhưng mà để mà có nghiên cứu thì đúng là chưa có nghiên cứu nào. Và kể cả các tài liệu khoa học thì cũng nói rất ít về cái độc chất của loài cá này. Thế thì đây thì cũng là một trong những cái ca mà chúng em cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân. Vì Hòa Bình nuôi cá sấu hỏa tiễn, nuôi cá làm cảnh rất là nhiều, không biết các nơi như nào nhưng Hòa Bình thì khá là nhiều. Chúng em cũng đã phải truyền thông đến y tế cơ sở, đến người dân. Em xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô.